ra ít bị. Tiền dính nữa kỹ ra. Tiền dính nữa đủ quá. Ê chết rồi. 1, 2 rồi khỏi mày quay rồi ra cùng lúc ba cái luôn, tao nhấc ba cái cho mày luôn mà chứ đó bị dễ. Đá ngọt lắm á, đá phải ngọt nha. Ủa qua nó mới trả hai lần mà đúng không? Đủ này trả được thôi, cảm ơn em. Anh nói em nghe nè, anh kéo em á, còn nằm trên lỗ tai anh xuống tới đây luôn rồi nè. Làm lại lần đó. Rồi đá phải ngọt nha. Đá phải ngọt, nhường đây làm lại. Đâu ra sao mà còn thua nữa. Anh phải đá phải ngọt nha. Rồi. Bữa nay tôi không có chạy anh em. Hầu hết mấy anh em đây không có chạy, chỉ có mười mấy xe chạy thôi. Đồng loạt tính giờ thì có mười mấy xe, gọi là mấy anh em mà kinh nghiệm dày dặn mới được chạy. Chà dâu luôn. Kinh nghiệm dày dặn. Hầu hết bữa nay thì mấy anh em kinh nghiệm dày dặn thì sẽ chạy để mà chở trọng tài anh em. Tại đồng đội tính giờ cái các đội cạnh tranh rất là gay gắt anh em ạ. Thì thành ra tôi cũng chả quay được cho mọi người coi. Nhưng mà tôi đứng chốt để coi coi có gì vui thì tôi quay cho mọi người coi thì tôi đăng. Còn không có thì thôi. Ôi trời ơi, nè. Đây nè, ông này là ông Sơn đi lạc nè anh em. Ai hỏi tôi ông Sơn đi lạc. Anh em đội tôi sáng rất là tiết kiệm. Uống cà phê sữa chỉ có 10.000 đồng bạc đó. Anh Sơn ơi, cho em biết cảm giác năm nay em chạy ba bánh thì cảm giác như thế nào anh Sơn? Trước thì mình cũng có tập gym nhưng mà nó cũng không tới mức độ vậy. Bây giờ mình chạy ba bánh thì chuột mình đã lên rồi. Bởi vì mỗi lần bẻ là phải gì nè mọi người. Ủa bẻ người khả gậy gậy hay kia nguyên cái người qua luôn anh? Tay này đẩy, tay này kéo. Vậy à? Cái quẹt trái là tay đẩy tay kéo. Bên này là vậy, tay đẩy tay kéo. Lúc mà vô khu lớn á là cái xe bánh sau nó dở lên. Ủa? Ủa? Nghe anh Sơn chia sẻ mọi người, ba bánh nhìn vậy thôi, chạy đường thẳng thì rất sướng mà vô cua thì rất là mệt cả nhà. Tại như có lần mình cũng nói rồi đó, tại vì nó không có được như xe hơi. Ví dụ như vô như xe hơi thì vô cua thì bánh trong cua nó sẽ chậm, rồi bánh ngoài cua sẽ quay nhanh. Nó có công nghệ cái đó mới lại gì mình quên mất tiêu rồi anh em. Đó. Thành ra lái ba bánh và bốn bánh thì rất khó khăn ha. Nói chứ đội không có anh Sơn đi lạc hơi buồn. Anh có cái này lợi lắm nè. Anh gắn này vô bộ đàm. À đúng rồi. Còn khi nào ngứa thì anh kêu xuống anh gãi. Trời đúng rồi. Vậy không không cái nào dám lại được luôn. Kéo AB không tính luôn. Chắc không tính luôn. Lắm. Ủa? Cái này gắn bộ đàm gắn lỗ nào anh? Rồi ngứa đây. Anh có làm cái lỗ nhỏ chứ là. À, nghệ sĩ gì không có quăng quá quần què vậy. Ủa rồi sao nói? Đây, trong đây. Ủa gắn dây này là nói với nghe luôn. Có ai nghe không? Ví dụ anh chơi đi chơi vào anh. Ủa nói được luôn anh Sơn? Ừ. Nói được luôn hả? Nhưng mà nói là phải bấm mà. Đấy. Khi mà chạy nhanh đó thì bật này lên. Đó. Nó bắt sóng tốt hơn. Ủa vậy hả? Cái Bluetooth của em á. Của em cũng có cái lỗ này nè. Cái Bluetooth thường á mà em xài đó được. Ờ nhưng mà em có lỗ. Nhưng mà bộ đàm em không có. Phải mua. Em dặn là có hả? Không, của em năm chân. Em phải mua ra adapter chuyển. Đúng rồi. Bán nón luôn á. Nó nghe đéo đâu. Nghe học má. Trời mưa gió không ai nghe hết rồi. Ủa, hồi đợt em nhớ anh là xài cái bấm bấm này mà. Nón tự động. Đây nè, thì anh chỉ xài cái này thôi.
chuyển qua cái này hả? Ờ, cái này nó hay cái là tại vì thí dụ như em mua Bluetooth Trung Quốc đúng không? Ờ. Em xài được khoảng 80. Ờ. 80 tốc độ 80 là nó mất sóng. Còn này nó là khoảng 140. À. Cây này mua Việt Lê nè, 10 triệu. Của em là y chang vậy luôn hả? Anh em đang đi rải chốt. Đây là quang cảnh của sân khấu nơi sẽ diễn ra trận đấu trận thứ mấy ta? Thứ sáu đồng đội tới giờ tại bãi biển Sầm Sơn Thanh Hóa. Ơi. Hello anh em. Bữa nay tôi đứng chốt nhưng mà tôi có công cụ hỗ trợ nữa anh em. Bữa nay là tôi sẽ núp, tôi bắn tốc độ các vận động viên nha các em, nha anh em. Tôi bắn tốc độ vận động viên. Nói chứ mình đứng ở đây á, có nhiệm vụ á là sẽ quay. Mặc dù là có xe mô tô chạy quay rồi nhưng mà mình đứng ở những cái khúc đường thẳng như vậy, dài vậy nè, đó sẽ quay. Ví dụ nhà vận động viên này vừa vận động viên kia có nút gió hay không, rồi có ABC XYZ hay không thì tôi nhiệm vụ tôi sẽ quay nút lùm á anh em, để có gì chuyển cáo là sẽ có video là bằng chứng. Thì tôi nghĩ là bắt buộc phải quay như vậy thì chứng tỏ là đã có rất nhiều lần kiện cáo tùm lum tùm la về cái vụ mà đồng đội tính giờ này anh em à. Trời hôm nay tôi nói phải nói luôn á là trời hôm nay không khí rất là tuyệt vời, rất là phù hợp để các vận động viên thi đấu. Trời này mà tôi nói hả, cứ giữ nhiệt độ về là mấy ổng hứng mấy ổng đạp rồi thôi, kinh hồn. Dự kiến là cái trận hôm nay là sẽ rất là kịch tính nha anh em, tại vì trận hôm nay là sẽ gần như quyết định rất nhiều về cái bảng tổng sắp xếp hạng của áo vàng đó, nên thành ra là trận thi đấu hôm nay rất là quan trọng. Tôi là mặt biển nè anh em. Này là người dân đi, hình như là họ đi đánh cá lên xong rồi bắt đầu buôn bán ở đây luôn anh em ạ. À, sáng mà ra đây mua chắc là hải sản tươi rối. Ai chà. Đấy gần đua rồi. Đấy. Cảnh sát giao thông đang xin lỗi. Đang tích cực mở đường anh em. Ủa sao điện thoại tôi zoom lên nó kỳ vậy ta? Ui. Rồi, một số quán nhậu đã bày bàn để cho các khán giả thưởng thức, vừa thưởng thức bia Hà Nội và thưởng thức cuộc thi đấu của các vận động viên. Cảnh sát giao thông địa phương đang tích cực làm sạch đường phố anh em à, để mà đảm bảo an toàn cho các vận động viên. Đó mọi người cũng coi clip mà tôi quay á, clip tôi quay mới là cận cảnh nha, chứ clip mà nhà đài quay là chưa chắc nha anh em. Clip nhà đài quay là fly cao, là mình chỉ tại nhìn từ trên xuống mình thấy tốc độ rất là chậm. À đúng rồi, những cái lúc mà nhà đài quay trực tiếp về nè anh em thì mình cũng có thể là thấy vận động viên ấy, nhưng mà khi mà vận động viên đánh á đó là phải quay những cái lúc đó, quay vòng tròn thích lấy góc nào lấy á đó, thì là nó rất kịch tính anh em à. Nhìn xe đạp vậy thôi nó chạy lẹ lắm anh em ơi. Mẹ tôi nói mấy anh em hả, chạy mà đường mà hẹp hẹp á là mô tô tụi tôi không có cửa nào hết á, mà còn đổ đèo nữa là thôi tôi chịu chết luôn anh em, chịu chết thôi. Bởi vì khi mà vận động viên mà đổ dốc hay đổ đèo á là thôi tụi tôi bó tay, một á là đổ sau luôn, còn hai là đổ trước luôn, chứ đổ cùng là không có cửa anh em, không có cửa nẻo nào đổ chung. Đổ chung là sẽ rất là nguy hiểm.
cá má này cũng dễ thương nha. Vô rồi, tôi không biết vô mấy nữa. Hôm nay đứng chốt thì cũng khá là buồn mọi người. Chạy thì nó sẽ thích hơn. Nhưng mà thôi, nhiệm vụ nào cũng quan trọng, nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành anh em ạ. Ở đây thành phố biển á, nhìn nè. Khách sạn thì nó cũng gọi là cũng có đó, cũng nhiều đó, nhưng mà nó không được nhiều như trong Nam ha. Tại vì ở đây nó có cái mùa lạnh đó anh em. Như cái mùa này nè, đâu ai tắm biển đâu. Cái này ở ngoài này người ta gọi là đợt rét ngàn bưng. Thì cái trời lạnh đâu ai tắm biển được. Thì thành phố biển đâu có hoạt động được, đúng không? Ở đây chỉ kinh doanh được mùa hè thôi. Còn ở trong miền Nam mình từ Đà Nẵng đổ vào á, thì mấy cái mùa lạnh này vẫn chơi được, vẫn chơi được. Nói chung là nó hơi lạnh xíu thôi, nhưng mà vẫn chơi được, vẫn tắm được. Chứ còn ở đây lạnh lắm. Nghe nhiều người nói là cái mùa đông có khi rớt xuống 7-8 độ rồi bị tắm mình thế nào được. Trời ơi, 8 giờ rưỡi mới đua, đuối đời luôn nha. Trời ơi, chuẩn bị đua mà ba này còn xích đạp nữa hả? Chuẩn bị đua mà. Rồi, đã có thông tin xuất phát rồi anh em à, đã xuất phát rồi. Xuất phát ở bên này nha anh em. Là sân khấu bên kia nhưng mà xuất phát ở bên này. Đây để tôi zoom lại cho. Không biết tới không nữa. Rồi đã xuất phát phần 1 rồi anh em à. Trời ơi, xe tới rồi mà ông kia không còn đứng đấy nè. Ôi, đứng bên lề coi được rồi, lắm chuyện thế. Đó, mọi người có thể thấy cái đèn xanh vàng đặc trưng của mô tô thành phố chấp chấp từ xa ha. Đấy, tôi ra đây tôi phải đổi cái giọng tôi một tí, anh người dân nghe không mới hiểu anh em ạ. Đợi mở đèn kia thôi. Ấy sân đi lại chạy ba bánh á cả nhà, vừa qua đó đã xuất phát được một, hình như là Thanh Hóa xuất phát trước anh em ạ. Hà Nội xuất phát trước. Đây, đội thứ hai, Dobagon Đồng Tháp. Dobagon mới đúng chứ. Bên kia có hình ảnh, tôi không biết là người ông hay người bố anh em, nhưng mà nhìn rất là bình yên ha. Làm tôi nhớ con gái tôi quá à. Ngồi ở biển ngắm. Đây là quân đội hay quân khu 7 nha. Quân đội màu đỏ rất đặc trưng ha anh em, đỏ vàng. Đây là đội tiếp theo, màu áo này thì tôi đoán không lầm là đội Thanh Hóa anh em.
cái này xuất phát thì đội yếu nhất, đội có thành tích thấp nhất thì sẽ xuất phát đầu tiên. Thanh Hóa anh em ạ. Rồi đội mạnh nhất thì sẽ xuất phát sau cùng. Clip qua tôi lên còn có người yêu cầu tôi là đừng dùng mic nữa anh em. Trời ơi, năm ngoái tôi quay không có mic hả? Tôi nói anh em hả? Tôi đi nói không ai nghe gì hết. Mà năm ngoái là tôi được chạy một mình, chạy trước, nên thành ra là tôi muốn nói gì tôi nói, tôi bật còi la lên tôi nói gì tôi nói. Còn giờ tôi chạy trong quần công viên mà tôi nói hoài là hồi nó khùng, nó đạp vô lề luôn anh em. Đội tiếp theo đội gì ta? Gì? Ủa sao tao tập đoàn lập trời anh em? À, tập đoàn lập trời. Tôi nói khùng nói điên được không? Nếu mà tôi điên mình, rồi tôi ngồi tôi nói nhảm với mọi người được. Còn giờ tôi đi chung dần đồng viên mà tôi chạy sát quên luôn mà. Đó, tôi nói nhảm hồi hả, mấy em nó điên lên. Ức chế thì đâu là chuyện, tôi chết anh em. Bởi vậy tôi có mic, và tức là anh em biết tôi phải đầu tư cái mic xịn này nè, không thấy chùm lông này không? Đó, chùm lông này đồ xịn đó nha, gấu chết đàng hoàng anh em. Thấy âm thanh trong video rõ rồi, giờ anh em kêu tôi bỏ phải chết dở. Nếu mà thích nghe tiếng vô thì để tôi bỏ cái chống ồn đi, tôi cho anh em nghe. Đây, đội tiếp theo là Vĩnh Long 620 Vĩnh Long. Cái vòng đầu tiên này xuất phát thì chưa có cạnh tranh đâu anh em à. Nó khoảng vòng thứ 2, thứ 3 gì đó. Mấy ba nó mới bắt đầu là đánh. Vòng thứ 2, thứ 3 gì đó thì bắt đầu là sẽ có những đội mà chạy bị hụt hơi thì bị đội khác nó liếm lên. Liếm là nói tiếng dân gian thôi, còn mà mình nói cái tiếng mà chuyên nghiệp đó là sẽ bị đội khác vượt qua, qua mặt ha. Nhìn vậy thôi, xuất phát cách nhau cỡ 15-20 giây vậy, nhưng mà nó vượt qua lẹ lắm anh em. Đội nào mạnh đó, thường là vậy nè, chạy như vậy nè, áo bị vận động viên á, nhưng mà kéo hồi là bể phổi nhiều lắm anh em. Đội gì tôi quên coi áo rồi, tôi quên coi. Tới điểm quay đầu hả? Chưa tới tôi. Tôi xài cái mic này không tin đi đâu, tôi ngồi nói nhảm mọi người nghe tôi nói gì. Bây giờ hả, tôi không có mic rồi tôi nói cái cam 360 á, chạy không chạy á thì nó thu được tiếng, còn chạy gió không mọi người đâu có nghe tôi nói gì đâu. Mà tôi bật còi lên tôi nói hoài á thì nó sùm. Chỉ khi nào có xe tôi mới bật còi tôi nói thôi. Khó chịu quá, làm dâu trăm họ khó chịu quá anh em. Đây là dạ đúng rồi. Đó, anh Thái anh đang cầm cái cam của tôi cho anh em ạ. Nó màu đỏ là đúng rồi đó anh Thái ơi. Đây, mở đường kỹ thuật đã quay đầu anh em à. Về chứng tỏ vận động viên top đầu đã gần hoàn thành một vòng. Xe tôi mới sơn mà bây giờ nó đi mấy ngày đây nó chạy rồi nè anh em. Chạy
Rồi. Đây, để tôi coi dấu hiệu. À, còn khỏe, đội Hà Nội. Các máy kéo thì sẽ thay phiên nhau kéo. Sẽ tới vòng thứ hai, thứ ba là yếu là bể phổi nha anh em. Chạy này bể phổi là chuyện bình thường, bể phổi tức là bể máy á, là đạp không nổi nữa đó anh em. À. Trời hôm nay rất là mát anh em à, chỉ số UV thấp nên thành ra tôi không cần là bịt mặt luôn. Dạ, thấy da tôi đẹp không? Đó. Con mắt tôi hơi thâm thôi tại vì nó bẩm sinh rồi anh em. Với lại ngày xưa da tôi đen á thì nhìn mắt tôi không đến nổi đen đâu, giờ da tôi trắng lên nhìn mắt tôi đen thui rồi. Ê, đâu mà ngon nằm tháp. Cố lên. À, anh em thấy Tuấn Kiệt cười tôi không anh em? Idol của anh em đó. Idol của các chị em chứ. Tuấn Kiệt đẹp trai anh em à, đẹp trai. Tôi con trai mà tôi thấy ổng còn đẹp trai đúng không? Rồi. Cố lên anh em ơi. Quân đội. Đó. Anh em nào mà được đi cái cúp truyền hình này rồi rồi mới thấy cái ý nghĩa của cuộc đua anh em. Nó tôi nói sao ta? Thì nhờ cái ngày giải phóng. Âu. Hà Nội quay đầu rồi nè anh em. À, Hà Nội đang rất quyết tâm anh em à. Nhanh quá. Chính vì mà có cái cuộc chiến tranh mà giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì mình mới tụi tôi hạt ngọc chơi, đó hạt ngọc chơi chứ không phải tập đoàn ngọc chơi này. Thì hả? Rồi, hạt ngọc chơi chuẩn bị Thanh Hóa bắt lại nha. Thì hả? Mình mới đua được, mình mới di chuyển đi được từ Nam chí Bắc. À, đúng nghĩa cái câu slogan của cuộc đua là non sông liền một dải luôn anh em. Đó, chứ giờ tôi nói thiệt á, giống như giờ mấy thằng Hàn Quốc á, nó làm gì có cái gắn được cái câu non sông liền một dải anh em. Đúng không? Làm gì đi được từ Bắc tới Nam như mình. Mình đi hết cái chiều dài đất nước á, mình mới thấy là Việt Nam mình nó đẹp cỡ nào. Tôi nói anh em ra cái dốc Thung Khe hả? Dốc Thung Khe thì được mệnh danh là cái đèo châu Âu á anh em. Đèo đá trắng gì đó, đẹp kinh khủng, đẹp như châu Âu. Còn mình đi xuống miền Tân Lúa rồi này kia. Nó ý nghĩa anh em. Đây 620. 620 nông nghiệp Vĩnh Long hay Châu Thới thì tôi cũng biết ha. Đó, đây là đồ ba gan nè anh em. Trần Tuấn Kiệt kìa, số 51 rồi thấy không? Mấy anh vận động viên cao to còn đẹp trai nữa thì chị em nào chịu nổi. Cố lên. Quân đội. Nay tôi không quay quận ấy được mà tôi đứng chốt quay cũng nhiều cái hay ha. Lâu lâu đổi góc máy. Chà, các đội chạy có vẻ nhanh rồi nha. Nãy giờ tôi không tắt máy được luôn anh em à. Đây cái đội cam cam này đội gì ta? Không thấy luôn. Chữ gì đây? Không đọc kịp luôn, trên xe bán tải nó ghi mà. chuẩn bị bắt rồi, mới vòng thứ hai đúng không? Đúng rồi, đua 3 vòng á. Tôi nói đâu sai. Cái vòng thứ hai là cái đầu với nhau hàng đỏ hàng cọc trời nè.
đây quay vòng tròn luôn. Bình Dương, nhớ Bình Minh, Bình Dương, Thanh Hóa rồi, Thanh Hóa bể hai máy rồi, Thanh Hóa bể hai máy rồi anh em à. Bên này cái, bên này cái bể máy rồi, bể máy rồi. 145, 147 chắc hai em này là làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ kéo vận động viên á, xin lỗi là kéo các thành viên khác á, làm máy kéo á, máy kéo chính. Vĩnh Long, Vĩnh Long 620 nông nghiệp Vĩnh Long. Năm nay là Vĩnh Long có hai đội là anh em, 620 Châu Thế Vĩnh Long với 620 nông nghiệp Vĩnh Long. Rồi, một em nữa bể máy rồi. Tới vòng thứ hai là bể hết rồi, vòng thứ ba là bể nữa. À, bị ho từ lúc trước khi đi cúp tới giờ luôn. Đảm bảo gì ta? Cái độ màu cam này tôi phải coi cái độ gì anh em. Đội này là Venico Kenda Đồng Nai. Trời ơi mấy ông chơi màu cam nổi bật quá mà không thấy cái chữ đâu hết. Kenda Đồng Nai. Vòng thứ hai rồi. Đợt thứ hai á, đợt đầu như xuất phát có mấy đội à, một nửa, đợt thứ hai xuất phát một nửa, 9:15 mới xuất phát. Đâu à, ở đâu cô Vũ ghê à? Đây, cố lên anh em ơi, Vũ Bình Minh nè. Màu đỏ đúng rồi anh. Vũ Bình Minh, Bình Dương. La 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 la. Ai chà, mạnh thế, mạnh thế. Hà Nội còn nguyên luôn em à, Hà Nội đang có vẻ rất là quyết tâm anh em. Hà Nội quyết tâm anh em à. Vòng thứ hai rồi mà chưa bể máy luôn. Hay quá, hay quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thanh Hóa, Thanh Hóa. Một lẻ sáu. Đội Thanh Hóa năm nay thấy thể lực có vẻ hơi yếu nhỉ. Hơi yếu, hơi yếu. À, đây có cái quán cà phê ngoài biển này, có Lý nè. Lát trưa chạy ra ngồi uống có Lý nè. Lý dài. Quân đội còn nguyên. Chà, quân đội sắp bị Đô Ba Ganh Đồng Tháp bắt lại nha. Hay đời hàng học trời cầm bốn tay đua. Và cá Nga, cá Nga. Hà Nội, Hà Nội vẫn còn nguyên nha. Hà Nội vẫn còn nguyên anh em à. Hay quá. Thanh Hóa, Thanh Hóa. Ai, một em của Hạt Ngọc Trời. Tay hả? Tay yếu thế. 620 nông nghiệp Vĩnh Long. Quân đội sắp bị bắt rồi. Hạt Ngọc Trời. Hạt Ngọc Trời bắt Đô Ba Ganh rồi.
2. Quân đội hàng ngọc trời đổ ba gân đi sát nhau luôn, chắc bắt lại rồi. Rồi, Thanh Hóa còn 4 máy. Tôi nghi bắt quá. Tôi nghi bị 620 nông nghiệp Vĩnh Long bắt quá. Helico Kenda Đồng Nai còn có 3 xe thôi, còn có 3 máy thôi anh em à, căng quá, những máy kéo đã bể phổi hết rồi, nín thở mà đạp á, phải giỡn không? Ý dạ. Hiệu Bình Minh Bình Dương còn 4 máy.